Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý sai phạm tại 3 dự án thua lỗ nghìn tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là nhà máy Sơ Sợi Đình Vũ, nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Dung Quốc và Phú Thọ. Cả ba nhà máy trên đều đang bị dừng sản xuất. Trong số này, dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Dung Quốc bên cạnh việc đội vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng và bị lỗ 200 tỷ đồng sau một năm hoạt động. Hiện dự án này đã tạm dừng hoạt động gần 2 năm nay dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ được khởi công xây dựng từ quý 3 năm 2009, nhưng đã tạm ngừng từ tháng 11 năm 2011 đến nay. Tổng nợ phải trả đến hết tháng 12 năm 2016 của dự án này là gần 830 tỷ đồng. Còn dự án sơ sợi Đình Vũ BVTES có tổng vốn đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng, vận hành cuối năm 2008 đã phải dừng vận hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2015 do kinh doanh thua lỗ. Năm 2015, BVTES lỗ 1.200 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 504 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2014, doanh thu của nhà máy này cũng chỉ đạt 992 tỷ đồng, lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.